สวัสดีค่ะ Hi everyone, how are you? Welcome back to my channel. Today we're gonna make fried rice Thai style. Okay? Hi, xin chào các bạn. Các bạn mình khỏe không? Hôm nay mình cùng nhau làm cơm chiên, cơm rang. Hay là cơm xào, mình không biết. Nói chung là mình kêu cơm chiên. À, kiểu Thái, ăn cho nó lạ miệng một chút xíu ha các bạn ha. Ok, mình bắt đầu. Alright my friend, let's start. This here is vegan ham and this is vegan shrimp. And I have egg, but if you don't eat egg, just skip it. Cái này là ham chay ha các bạn ha. Thì mình chỉ hướng dẫn về thôi, chứ còn ai muốn ăn ăn thịt gà hay là muốn ăn thịt bò hay là muốn ăn hải sản hay là muốn ăn bỏ gì vô thì bỏ là tùy mình, nhưng mà mình chỉ hướng dẫn sơ sơ vậy, một xíu xíu vậy thôi. Đây thì mình cũng cắt đồ của cơm chiên của người Thái nó đậm đà hơn, nó rau rất là nhiều rồi cay nữa. Thai fried rice, they are always spicy and hot. So they are a little bit different than the Chinese one. So I have here chili and garlic, tỏi với ớt ha các bạn ha. Người ta mang đi giả nó ra. Okay. Mình bỏ một chút xíu muối vô đây. I put a little bit salt in here. Người Thái thì người ta chiên cơm, người ta là chiên trứng, người ta bỏ dầu rất là nhiều, nhưng mà có món thì nó lại không xài dầu. Thai, when they fry the egg, they use a lot of oil. It's kind of like they deep fry the egg. So they're a little bit different, but they have more herbs, so they taste more fresh and spicy. That's the basil. Đây là lá quế. Mình mang. Mình mang đi chiên nó luôn ha các bạn ha. Mình mang đi. Mình chiên sơ sơ. The thơm nó smells so good, the basil. Bây giờ mình làm nước sauce. Now we're gonna make the sauce for the fried rice. That's oyster sauce. I use mushroom sauce. Cái này dầu hào, about one spoon. Soy sauce, half teaspoon.
xì dầu ha các bạn ha. Fish sauce, nước mắm, half teaspoon. And then Thái nó ăn ngọt, so nó bỏ đường vô. Half teaspoon brown sugar. Thai they like sweet. And this here is some seasoning. Cái này là bột nêm. Half teaspoon. I make myself at home. If you want to know how I make it, check it out at the eye. Okay? That's it. And then you mix this. You taste it. Is this a little bit sweet? A little bit salty? Then they are okay. Mình nêm nếm theo khẩu vị của mình ở nhà ha các bạn ha. Nó ngọt ngọt mặn mặn là ok rồi. Okay, the oil is hot. We put a little bit oil in there. And chili and garlic. Onion, butter, bơ ha các bạn, mình bỏ bơ vô chút nữa. Oh, my kitchen smells so good. And now we put the sauce in that we made. Oops. I cannot wait to eat. Oh my goodness. Wow. A little bit onion for the color and basil. See, that's a difference. Chili, basil. Ah, the basil aroma smells so good. Cái mùi quế đó các bạn, nó thơm. Người Thái nó ăn cái gì cũng có rau nhiều. Cơm chiên kiểu vậy ăn vậy thì nó đỡ ngớn ha các bạn ha. And then you taste it. If the way you like, it's okay. Yum. Thơm lắm các bạn. Wow, it smells so good. Ngon không? Cơm chiên kiểu Thái Lan của mình. Ok, mình mời các bạn nhé. If you guys have fried rice and love fried onion. Đây là hành phi ha. I love fried onion. And then a little bit salt, a little bit pepper, muối tiêu ha các bạn ha, rồi bật bát chan lên một chút xíu. Mình mời các bạn nhé. Let me taste for you guys.
good. I can smell the basil, and I put a little bit of butter on there, butter, garlic. Oh my goodness. Oops. Nó thơm mùi bơ ha các bạn ha. Thơm mùi bơ với là cái mùi mà lá quế mình chiên một chút xíu á, nó thơm cái mùi lá quế lắm. Ăn rất là lạ miệng. Look my egg. It tastes more fresher than the Chinese. Chinese or Vietnamese fried rice, because they have more herbs, the basil, they have chili that is spicy, and the garlic and the onion, and I put even a little bit of butter on there. Oh my goodness, a lot of ton of spice. So good. I guess everyone already eat fried rice, but most of the time they are more like a Chinese fried rice or Vietnamese one. Maybe one day I should try like a Indian fried rice, different way. Chắc một ngày nào mình thử cơm chiên kiểu Ấn Độ ha các bạn ha. Cơm chiên Ấn Độ là chắc cái nào có curry ở trong đó. Người Ấn Độ nó ăn gia vị rất là nhiều, curry rồi ớt rồi tá là hăng ba lần ở trong đó. I surprised that this fried rice here don't have coconut in there. Usually Thai, everything is coconut in there. Mình nói là mình đồ cơm chiên của Thái mà ta không có nước dừa hết. Thường thường của Thái là cái gì cũng cay rồi nước dừa, mà cái này nó không có. Thêm một miếng này nha các bạn nhá. One more bite, give me one more bite. I don't want to stop. Yummy. Alright my dear, thank you so much for watching my video. Try it out. It's different ways than the regular fried rice. They are more spicy, more fresh. It's just delicious. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã coi video của mình. Nếu các bạn thích thì các bạn ủng hộ mình nhá. Mình có động lực làm thêm video khác nhé các bạn nhé. Chứ mình làm ra mà không có ai ủng hộ, không có ai coi, chán lắm. Mình gặp lại các bạn khi khác. Bye.